chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nam Định đưa sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng. Lào Cai tích cực chống rét cho đàn gia súc gia cầm. Hưng Yên tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp cuối năm. Đà Lạt khóa thuê bao cho vay nặng lãi, quảng cáo xác. Thưa quý vị và các bạn, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế số là chủ đề của hội thảo khoa học do Học viện Ngân hàng và Tạp chí Ngân hàng Nhà nước đồng tổ chức tại Hà Nội. Tại hội thảo, các chuyên gia đã đưa ra một bức tranh toàn diện về chính sách thúc đẩy thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam, đồng thời tổng kết những kết quả đã đạt được, đưa ra những khó khăn, thách thức và một số giải pháp định hướng phát triển thanh toán không tiền mặt trong thời gian tới. Với góc nhìn của Ngân hàng Thương mại về ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội thảo đã được nghe những chia sẻ kinh nghiệm về quá trình triển khai ngân hàng số nói chung và ứng dụng trong dịch vụ thanh toán nói riêng của một số ngân hàng thương mại. Các ý kiến trao đổi của diễn giả tại hội thảo đã gợi mở nhiều vấn đề mới trong lĩnh vực thanh toán không tiền mặt cần tiếp tục quan tâm nghiên cứu trong thời gian tới. Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định khai mạc phiên chợ nông sản an toàn và sản phẩm OCOP tỉnh Nam Định năm 2020. Đây là một trong các hoạt động xúc tiến trực tiếp nhằm đưa sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng. Phiên chợ có hơn 40 gian hàng với trên 400 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Nam Định và các vùng lân cận. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh tỉnh Nam Định có điều kiện giao lưu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của địa phương, tìm kiếm cơ hội hợp tác, tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp, cơ sở cung ứng sản phẩm nông sản, đại diện nhà hàng, siêu thị trong và ngoài tỉnh. Hôm qua cái việc triển khai này thì cái chất lượng sản phẩm được nâng lên cũng như cái hiệu quả kinh tế của người dân. Đặc biệt là chúng tôi quan tâm đến cái việc đầu tư chế biến sâu các cái sản phẩm nông nghiệp. Thì thông qua đó thì cái nâng cao được cái giá trị thu nhập cho người dân cũng như các chủ thể khi tham gia sản phẩm OCOP. Người dân biết được là cái chương trình này là khi mà các sản phẩm được xét duyệt OCOP ấy là nó rất là chặt chẽ. Nó đi từ bắt đầu bắt nguồn từ sản xuất cho đến người tiêu dùng. Tham gia vào chương trình mỗi xã một sản phẩm, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của tỉnh có nhiều thay đổi về nhận thức đối với việc phát triển sản phẩm cũng như chiến lược kinh doanh. Hiện tại, tỉnh có trên 100 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xây dựng phần mềm định danh điện tử, sử dụng trên 2 triệu tem QR code để quản lý sản xuất, bán hàng, truy xuất nguồn gốc và chống hàng giả, giúp doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, nâng cao hiệu quả, quảng bá thương hiệu. Tỉnh biên giới Lào Cai là địa phương thường xuyên hứng chịu những trận rét đậm, rét hại kéo dài làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với đàn gia súc. Ngay khi có những đợt lạnh đầu tiên, thị xã Sapa đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống rét cho đàn gia súc. Những con trâu này trước kia được nuôi để lấy sức kéo là chủ yếu, thì nay đã trở thành sinh kế thoát nghèo của người nông dân tỉnh vùng cao biên giới Lào Cai nói chung và gia đình anh Má A Vàng nói riêng. Chính vì vậy, việc gia cố chuồng trại, tích trữ thức ăn cho đàn gia súc là mối quan tâm hàng đầu của anh trong mùa đông này. Để đảm bảo an toàn cho toàn bộ đàn gia súc khoảng 13.000 con, huyện Sapa đã tích cực vận động nhân dân làm chuồng trại kiên cố, che chắn giữ ấm cho đàn gia súc, tập huấn cho bà con thực hiện tốt việc dự trữ thức ăn và thường xuyên cử cán bộ thú y đến kiểm tra, đôn đốc vệ sinh chuồng trại, đồng thời có phương án di chuyển đàn gia súc từ vùng cao xuống vùng thấp, tránh rét khi nhiệt độ xuống thấp kéo dài. Tổng số con, chúng tôi vận động các bà con là chủ động dự trữ thức ăn từ các cái phụ phẩm của nông nghiệp, ví dụ như là rơm, các cái loại cây cỏ để tận dụng ủ làm thức ăn, dự trữ thức ăn cho gia súc trong cái vụ đông, cũng như là chỉ đạo là tiêm phòng để cho gia súc. Theo dự báo, trong những ngày tới không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống các khu vực trong tỉnh Lào Cai, khiến nhiệt độ vẫn trong tình trạng giảm thấp, nên bà con nông dân trên địa bàn đang tăng cường các biện pháp chống rét cho đàn gia súc để tránh những thiệt hại có thể xảy ra. Bộ Tài chính quy định khai báo thay đổi thông tin thuế muộn từ 91 ngày trở lên mà không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế sẽ bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Từ ngày 5 tháng 12, Nghị định số 125 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn sẽ chính thức có hiệu lực.
Theo quy định hiện nay, khi có thay đổi về thông tin trong đăng ký thuế, cá nhân cũng như tổ chức phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi. Sau 10 ngày, nếu chưa đi thông báo thay đổi với cơ quan thuế, cá nhân tổ chức sẽ trong diện bị phạt. Thưa quý vị và các bạn, trải qua các phần thi, em Đặng Tuấn Linh, học sinh lớp 11A1, trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã xuất sắc giành tấm vé vào vòng thi quý của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Ngay từ nhỏ, Linh đã rất yêu thích và thường xuyên theo dõi chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Những câu hỏi hóc búa trong mọi lĩnh vực khiến em say mê, mơ ước một ngày được tham gia cuộc thi và sẽ giành được vòng nguyệt quế. Để thực hiện ước mơ này, Linh đã rất chăm chỉ học tập. 11 năm em đều là học sinh giỏi các cấp. Được sự ủng hộ, động viên của gia đình và nhà trường, tháng 7, Linh đăng ký tham gia sân chơi này và được ban tổ chức cuộc thi lựa chọn. Tâm lý căng thẳng hồi hộp khi thi đấu khiến Linh đạt giải nhì trong vòng thi tuần cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia với 250 điểm. Với số điểm này, Linh là thí sinh có điểm nhì cao nhất trong 3 cuộc thi tuần liên tiếp và giành được quyền tham gia vòng thi tháng. Tại vòng thi tháng 2 quý 1 vừa qua, em đã xuất sắc đạt giải nhất với 255 điểm. Linh đã xuất sắc giành vé vào vòng thi quý. Linh cũng là thí sinh đầu tiên của tỉnh Hưng Yên lọt vào vòng thi quý của cuộc thi này. Trước tình hình ô nhiễm không khí ở mức cực kỳ nguy hại tại Hà Nội trong những ngày cuối tuần vừa qua, Cục Quản lý Môi trường Y tế phối hợp với Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường và Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đã xây dựng hướng dẫn dự phòng bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Cụ thể, người dân hạn chế ra khỏi nhà, vận động tập thể dục, lao động ngoài trời khi chất lượng không khí ở mức xấu, vệ sinh mũi, xúc họng sáng tối bằng nước muối sinh lý, đặc biệt sau khi ra đường. Cha rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ, nên hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng, đặc biệt các gia đình gần đường giao thông, gần khu vực ô nhiễm. Trong thời điểm này, nếu mắc các bệnh cấp tính như sốt, viêm mũi họng, phổi, phế quản, tim mạch, cần đến khám tại các cơ sở y tế và điều trị kịp thời, đồng thời tăng cường dinh dưỡng, nâng cao thể trạng và sức đề kháng. Tại tỉnh Thái Nguyên, bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò đã lây lan trên địa bàn thị xã Phổ Yên. Lực lượng chức năng địa phương phát hiện 5 con bò của 4 hộ chăn nuôi thuộc xóm Hòa Bình, xã Tiên Phong bị nhiễm bệnh. Trước đó, các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên phát hiện bệnh viêm da nổi cục trên 5 con bò ở 2 xóm Đại Long và Đồng Bản của xã Bình Long, huyện Võ Nhai. Chính quyền địa phương đã cấp phát hóa chất tiêu độc khử trùng để khoanh vùng ổ dịch, hỗ trợ các hộ chăn nuôi điều trị cho gia súc đang mắc bệnh. Đồng thời thực hiện ký cam kết với người chăn nuôi về việc không giấu dịch, không bán chạy, không giết mổ, không mua bán, không vứt xác động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vừa có công văn gửi các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các trường học trực thuộc, yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, các nhà trường hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người. Nếu tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, phải tuân thủ các yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế. Trong trường hợp tổ chức các sự kiện, hoạt động có tiếp xúc với người đến từ nước ngoài, nhất là từ các nước có nguy cơ cao, thì đơn vị, trường học phải nhận được sự phê duyệt của cơ quan y tế. Đặc biệt, các đơn vị trường học nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tiếp tục thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau gần 4 tháng triển khai thí điểm hệ thống cân kiểm tra tải trọng xe tự động trên quốc lộ 5, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đánh giá đã kiểm soát được 100% xe quá tải và không còn trường hợp xe chở quá tải trọng, tiết kiệm được nhân lực, vật lực, đặc biệt là hạn chế tiêu cực. Đây là mô hình hiện đại nhất Việt Nam cần sớm được nhân rộng tại các thành phố lớn có nhiều tuyến quốc lộ. Tại hội nghị tổng kết công tác kiểm soát tải trọng xe bằng hệ thống cân tự động, đại diện Cục Đường bộ 1, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hải Phòng cho rằng, sau gần 4 tháng đưa bộ cân kiểm soát tải trọng xe tự động vào hoạt động thí điểm đã mang lại hiệu quả rất cao trong công tác kiểm soát xe quá tải trên quốc lộ 5. Số xe vi phạm bị xử phạt đã giảm 46. Số xe vi phạm theo ngày đã giảm bình quân 42 lần, từ 176 xe một ngày xuống còn 4,2 xe một ngày.
lần đầu tiên phát hiện và xử lý, ngăn chặn được tình trạng các xe có trục phụ, có cơ cấu nâng hạ trục. Các chủ phương tiện đều chấp thuận kết quả vi phạm và chấp hành quyết định xử phạt. Lượng phương tiện mà vi phạm đối với tải trọng trên tuyến quốc lộ 5 là giảm rõ rệt, cái tạo lên cái sự cạnh tranh đối với các doanh nghiệp làm ăn chân chính về cái công tác vận tải hàng hóa này cũng được công bằng. Qua đó thì cũng thấy rằng là cái lượng cái phương tiện mà vi phạm đối với trên tuyến quốc lộ 5 đối với cái vận tải hàng hóa là hạn chế rất là nhiều. Đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải về bộ cân kiểm soát tải trọng xe tự động thì đây là mô hình mới, hiện đại nhất ở Việt Nam. Hệ thống cân này phù hợp với chủ trương áp dụng công nghệ 4.0. Vì vậy cần tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình kiểm soát tải trọng tự động mạnh mẽ hơn nữa. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng khi áp dụng mô hình mới phải chặt chẽ về thủ tục pháp lý làm cơ sở để thực hiện. Cần sớm tham mưu cho Chính phủ thực hiện mô hình này về kiểm soát tải trọng. Cái mô hình này nó đầu tư như thế nào và cái nguồn tài chính nào và cái phạm vi đối tượng nào để thực hiện cái này. Nhưng ở đây có một cái là cái tính kết nối là phải thống nhất. Ông BOT cũng được, ông nhà nước cũng được, ông tư nhân được, nhưng rất khoát ông phải kết nối. Không những các sở giao thông mà phải kết nối các trung tâm đăng kiểm và Tổng cục Đường bộ. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, trong tháng 1 này sẽ tổng kết 5 năm chỉ thị 32 của Thủ tướng về kiểm soát tải trọng xe và sẽ kiến nghị ban hành chỉ thị mới trong giai đoạn tới. Đây là kết quả quan trọng để kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo sát hơn, cụ thể hơn về kiểm soát tải trọng xe. Cuối năm, tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi uống rượu bia có chiều hướng gia tăng. Đây đang là một trong những nguyên nhân chính đáng báo động gây nên những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Tối ngày 4 tháng 12, chúng tôi cùng với các chiến sĩ đội tuần tra kiểm soát số 1 và 2 phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh chốt chặn xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các tuyến đường thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên. Ý thức của người tham gia giao thông sử dụng rượu bia đã hạn chế nhiều. Tuy nhiên, tại một số điểm quán và trong đám cưới, tình trạng uống rượu bia vẫn còn. Trong vòng 1 giờ đồng hồ, tuần tra kiểm soát lập chốt kiểm tra nồng độ cồn các phương tiện tham gia giao thông. Nhìn chung, các lái xe đều chấp hành. Vừa qua, mức xử phạt của dùng rượu bia ấy, khi lái xe ấy, rất cao. Tất nhiên là đã lái xe là không sử dụng rượu bia, cho mình và cho người giao thông nữa. Tuy vậy, vẫn có trường hợp người điều khiển ô tô, xe máy có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép bị lập biên bản xử phạt. Hầu hết những người vi phạm đều lấy lý do cuối năm bạn bè hội họp, tổng kết, đi dự tiệc cưới nên uống vài ba chén. Các trường hợp này đều đã bị nghiêm túc xử lý. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã xử lý hơn 107 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 9 trường hợp lái ô tô bị mức phạt cao nhất lên đến hơn 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe theo quy định. Có thể nói, với mức phạt nghiêm khắc như vậy, theo Nghị định 100, có tính răn đe giáo dục rất lớn, nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông đã uống rượu bia không lái xe. Tất cả các lực lượng chiến sĩ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để đảm bảo về trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự trong dịp Tết, tập trung xử lý các trường hợp như là nồng độ cồn, chạy quá tốc độ và các hành vi khác được quy định tại Nghị định 100 của Chính phủ. Từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán là thời điểm người dân sử dụng rượu bia nhiều. Nhiều trường hợp uống rượu bia điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ dẫn đến tai nạn giao thông. Chính vì vậy, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã mở nhiều đợt cao điểm tập trung kiểm tra phát hiện người điều khiển phương tiện giao thông đã sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Thưa quý vị và các bạn, với tốc độ đô thị hóa như hiện nay, việc di chuyển bằng thang máy tại các tòa nhà cao tầng đã trở thành việc làm hàng ngày của rất nhiều người. Thế nhưng liên tiếp trong những ngày qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra nhiều vụ thang máy gặp sự cố. Các vụ việc đều được đánh giá là nghiêm trọng, bởi thực tế, việc vận hành thang máy phải đảm bảo không có sai sót, vì nếu không, hậu quả sẽ rất nặng nề, liên quan trực tiếp tới tính mạng con người. Sau gần một tuần, quay lại tòa nhà B10A, Nam Trung Yên,
Chiếc thang máy rơi tự do từ tầng 5 xuống tầng 1 đã được niêm phong để điều tra nguyên nhân. Khi xảy ra sự cố, 10 người đã ở trong thang máy. Rất may mắn là không có ai tử vong. Trước đó, tòa nhà này từng bị cư dân phản ánh nhiều lần về các sự cố đối với hệ thống thang máy, nhưng không được sửa chữa một cách triệt để. Người dân cho biết, rõ ràng là có sự tắc trách và cầu thả trong quản lý vận hành thang máy ở chung cư này. Nhưng đến nay, vẫn chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm. Hiện tại là con gái này rồi con rể với mấy cháu, mấy bà thông gia tôi là đang nằm bó hết chân rồi. Pháp luật là xem là như thế nào để cho gia đình nó ổn thỏa. Còn đây là hình ảnh lực lượng chức năng mới giải cứu 38 người bị mắc kẹt trong thang máy tại một tòa nhà trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội. Không có thiệt hại về người, nhưng hai vụ việc nghiêm trọng liên tiếp xảy ra thực sự là hồi chuông cảnh báo về việc vận hành thang máy hiện nay tại các chung cư cao tầng. Công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ dù có quy định nhưng ở nhiều nơi chưa được thực hiện nghiêm. Nguyên nhân thứ nhất là các đơn vị sử dụng hạn chế, không duy trì cái việc bảo trì bảo dưỡng thang máy thường xuyên và liên tục. Nguyên nhân thứ hai nữa là các đơn vị bảo trì thì không đáp ứng được năng lực, không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật. Nguyên nhân thứ ba nữa là cái vật tư thay thế không đảm bảo nguồn gốc xuất xứ và không mang tính đồng bộ. Khi các sự cố nghiêm trọng về thang máy xảy ra, chẳng hạn như vụ thang máy rơi ở khu tái định cư Nam Trung Yên, Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy cho biết sẽ rà soát, đánh giá về chất lượng và sự an toàn của thang máy trong các tòa nhà chung cư. Tuy nhiên cũng cần phải tránh tình trạng mất bò mới lo làm chuồng. Hiện nay tôi thấy rằng các văn bản quy định pháp luật liên quan chưa có mang tính chất răn đe thực sự để khiến cho một số chủ đầu tư hoặc là một số nhà thầu, một số những cá nhân có trách nhiệm thì phải chịu trách nhiệm, thậm chí bị xử lý hình sự nếu như chẳng may xảy ra những sự cố đáng tiếc. Ở các khu đô thị lớn, đặc biệt là thành phố Hà Nội với mật độ chung cư dày đặc, thang máy là phương tiện vận chuyển thiết yếu. Vì vậy, để hạn chế thấp nhất rủi ro, người dân cần tuân thủ các quy định cảnh báo khi sử dụng thang máy, như không để hàng cồng kềnh hay di chuyển quá tải trọng của thang. Các chủ đầu tư tòa nhà hoặc đơn vị có trách nhiệm thì phải nghiêm túc kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thang máy đúng thời gian. Tuy nhiên, với muôn vàn lý do như thiếu kinh phí, thiếu giám sát, thiếu chuyên môn, người dân khi sử dụng thang máy ở nhiều chung cư vẫn đang phải sống trong thấp thỏm, lo sợ. Nhằm tăng cường chấn chỉnh tình trạng tin nhắn rác quảng cáo cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố Đà Lạt, từ đầu năm đến nay, Phòng Văn hóa Thông tin Đà Lạt đã đề nghị nhà mạng khóa 41 thuê bao di động 2 chiều liên quan tới cho vay tín dụng quảng cáo rác. 41 thuê bao này đều được dán sai phép trên trụ điện, bờ tường, hàng cây, nơi công cộng trên địa bàn thành phố đã được Phòng Văn hóa Thông tin Đà Lạt gọi điện xác minh và đề nghị nhà mạng khóa số 2 chiều. Trong đó hầu hết số điện thoại bị khóa liên quan tới loại hình cho vay nặng lãi. Hoạt động quảng cáo này đã vi phạm Nghị định số 15 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2020. Trong đó điều 94 của Nghị định quy định như sau. Phạt từ 1 đến 2 triệu đồng đối với hành vi cung cấp số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo sao vặt được treo đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột đèn giao thông, bờ tường, cây xanh, nơi công cộng. Trên cơ sở kiểm tra số điện thoại dán trên trụ điện, cơ quan chức năng đề nghị nhà mạng khóa 2 chiều và không cho phép đăng ký hoạt động trở lại đối với các số thuê bao vi phạm. Mới đây, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của đội biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với đồn biên phòng Nà Bủng đã bắt quả tang hai đối tượng mang quốc tịch Lào có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, tăng vật thu giữ 90.000 viên ma túy tổng hợp. Hai đối tượng bị bắt gồm Vàng Trồng Vừ, sinh năm 1985 và Vàng A Dế, sinh năm 1994, cùng trú tại bản Nậm Hàng, huyện Sẩm Phan, Phong Sa Ly, Lào. Hai đối tượng khai nhận mua số ma túy trên tại thành phố Udom Say, Lào, rồi vận chuyển sang Việt Nam để bán cho đối tượng người Việt Nam tên là Tu với giá 800 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đến để giao hàng thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.